công an khuyến cáo để đảm bảo tài sản an toàn, không bị tội phạm bẻ khóa đột nhập, lấy cắp, người dân cần sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm, khóa trong để chống cắt và gia cố khuy khóa thật chắc chắn. Khi đi ngủ, đi làm, đi chơi xa, phải nhớ chắc chắn khóa cửa ra ban công, sân thượng, cửa sổ để đề phòng kẻ gian đột nhập. Khi vắng nhà lâu ngày, phải khóa cửa cẩn thận, nhờ người quen, hàng xóm để ý khi phát hiện đối tượng khả nghi, kịp thời ngăn chặn. Người dân hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, nơi cất giữ tài sản, những chuyến du lịch dài ngày lên mạng xã hội. Không nên để tiền vàng tại nơi ở, nhà trọ khi thường xuyên đi vắng, mà nên gửi vào ngân hàng hoặc nơi an toàn khác. Khi thuê người giúp việc nhà, công nhân làm thuê, người dân cần phải nắm chắc lai lịch, thận trọng trong việc cất giữ tài sản, tránh để người giúp việc nảy sinh lòng tham. Đối với xe máy, nên trang bị ổ khóa đĩa, khóa cầm, không để xe trước cửa nhà, không người trông coi, tuyệt đối không gắn chìa khóa trong xe khi đi về. Cảnh giác bảo vệ tài sản khi ở những nơi tập trung đông người như chợ, siêu thị, đề phòng bị móc túi, rạch giỏ. Có thể lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh và hệ thống cảnh báo xâm phạm. Luôn lưu sẵn số điện thoại của công an phường, cảnh sát khu vực và hàng xóm. Khi phát hiện mất trộm hoặc nghi vấn mất trộm tài sản, phải nhanh chóng báo cho cơ quan công an, không xáo trộn, sắp xếp lại hiện trường,